Đấy, bật lên có gì đang lại. Mọi người vẫn đang livestream đấy. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ lốc lốc cái cửa sổ này á để cho mọi người để tiếng mình tap ra mọi người đỡ phải đọc. Đỡ phải sợ. Đợi chút để mình bật thêm cái tab của bộ Theo Slay lên. Mình nhìn nó dễ. Ôi từ. Tắt cái này rồi. Não. Base deck. Ok. Ở cái video này thực ra là đang livestream ạ, mà mình sẽ cắt một số thành video. Thì chúng ta sẽ đến với tier maker của 101 hero trong Here to Slay, bao gồm bản cơ bản này. Ba bộ mở rộng, bao gồm Sorcerer là của con rồng, bộ Warrior and Druid của con hươu và con sói ấy. Và bộ Berserker và Necromancer của con chó và con sư tử đó. Ngoài ra thì cũng sẽ có các hero trong Here to Select. Vì vậy thì chúng ta có tổng cộng là ở đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng 101 hero. Các bạn đếm có thể đếm, mình khá chắc là mình không đếm sai đâu, còn nếu mình đếm sai thì cũng kệ thôi nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi từ từ theo thứ tự. Ở đây thì sẽ mình nghĩ là mình sẽ đánh giá theo sức mạnh và cảm nhận riêng, vì vậy là rất có thể nó sẽ không được đúng cho lắm. Mọi người có thể góp ý phía dưới phần comment của video này hoặc là cái livestream này tùy. Đó. Ở đây thì chúng ta có S là mạnh nhất, A là khá là mạnh, B là trung bình, C là chỉ mạnh trong chỉ có trong trường hợp, còn D là vứt đúng không? Chúng ta nên để em tiêu không? Có cần phải để em tiêu nhỉ? Mình nghĩ là không cần. Đây chúng ta sẽ có mạnh trong nhiều chỗ. Mạnh. Thôi rồi, mình sẽ để đây là xứng đáng ăn chìa. Xứng đáng ăn khóa. Ok. Mạnh trong nhiều trường hợp. Đây B thì là trung bình thôi. C thì sẽ là có tác dụng trong vài trường hợp. Tùy tình huống. Và D là không, là yếu vô cơ lờ. Yếu. Đấy. Và vậy là chúng ta đã có 5 tia ở đây, và không biết là trong quá trình chơi mình có đẻ ra thêm tia nào không, nhưng mà mình sẽ cứ đi từ từ nhá. Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với con hero này. Ok, mình đã thấy con hero này rồi. Đây là con này này. Con này là con Panchak. Panchak có effect là mình sẽ được rút hai lá, và nếu một trong các cái lá đó mà là challenge thì mình có thể tiết lộ nó và sau đó destroy một cái hero. Mình thì đây là một con 8 cộng, à 8 cộng mà hiệu ứng như này nghĩa khá là khỏe, bởi vì không, thực ra này cũng tùy thôi, nếu không rút được challenge thì nó chỉ đơn giản là một cái draw card, một cái rút bài, thế nên là mình nghĩ là nó không. Mà 8 cộng chỉ để rút một lá bài thì nó hơi phí. Thực ra bạn có thể rút một lá bài mà không cần tung xúc sắc mà, thậm chí có thể fail chứ. Mình nghĩ là con pan chắc này ở mức độ có tác dụng tùy tình huống, bởi vì nếu thật sự bạn rút được một cái challenge thì nó sẽ rất mạnh, vì nó sẽ cộng một lá bài lên tay bạn và đết cho một quái của đối thủ, và nếu có challenge quá tuyệt vời rồi gì nữa, đúng không? Được rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với con ngay sau nó, con túm mất từ từ. Con này tên là con Heavy Bear, gấu nặng. Effect của nó là chọn một người chơi và người đấy phải discard hai lá. Thực ra cái này nhưng mà điểm cộng của nó là nặng, là yêu cầu của nó chỉ là 5 cộng thôi. Thế nên là nếu bạn chơi ít người thì thật sự effect khá là khỏe chứ. Discard được hai lá trên tay mà. Nhưng mà người ta được chọn. Vậy thì theo mình nó sẽ là ở mức độ trung bình. Rồi. Tiếp theo là con Quy Bè không có gì để nói, nó quá nổi tiếng trên cái kênh mình rồi. Nó có thể discard từ 1 đến 3 lá trên tay bạn và sau đó chọn cái số lượng tương ứng hero ở trên sân và destroy. Với căn bản nó mạnh vẽ trường, nó là con có khả năng destroy cao nhất cái game này.
Mình sẽ xứng đáng ăn khóa, bởi vì chắc không ăn một đâu với nó cả. Trời ơi. Con tiếp theo là con này. Là con Beowulf. À Beowulf rồi rồi rồi. À nhưng mà điểm trừ của con này nó là to, số to vãi trời, nó kêu có 10 cộng cơ. Tiếp theo là con Beowulf. Con này có khả năng là mỗi người chơi phải discard một lá bài, và sau đó thì bạn sẽ được chọn trong các cái lá bài đó và ăn lên tay. Thì thực ra mình nghĩ nó mạnh hoãi, mạnh đấy chứ. Bắt những người khác phải discard mỗi người một lá và bạn lấy nó lên tay, nhưng mà cái này chỉ là mạnh trong nhiều trường hợp thôi, bởi vì sao biết không? Bởi vì nó chỉ mạnh khi bạn chơi nhiều người, chứ nếu mà chỉ chơi có hai người thì bạn thực ra không nhiều lựa chọn lắm. Con này mấy cộng nhá? Con này 7 cộng, thực ra là khá dễ đấy, thì mạnh phết đấy. Con này mạnh trong nhiều trường hợp nhá. Tiếp theo là con này là con nào? Ok. Con này. Nó lâu ấy. À, tốc tốc steady 4 cộng. Mỗi người chơi mà có fighter ở trong party thì phải discard một lá bài. Thực ra là yếu á, tại vì 4 cộng thì dễ thực hiện, nhưng lại có yêu cầu là phải có fighter, đối thủ phải có fighter ở trong cái team của họ là một, và thực ra họ chỉ là discard thôi. Thực sự thì discard không quá mạnh, mình sẽ để nó ở mức độ cái này hoặc cái này mình thu được, và mình sẽ đi. Không, nó yếu thật đấy, tức là nó quá, cái điều kiện nó đã là nhiều rồi và cái sức mạnh của nó cũng không kinh nữa. Ok, chúng ta sẽ đến với con tiếp theo, con này. Đâu rồi? Con này có tên là Fury Knuckle 5 cộng. Bạn có thể lấy một lá từ trên tay người chơi khác, và nếu nó là challenge thì bạn có thể lấy một cái lá khác, lá thứ hai từ tay người đó. Tuy nhiên là nếu mà là thứ hai mà là challenge tiếp thì cũng không được lấy thêm. Thế thì đây cả các bạn đã ăn cướp 5 cộng thì khá là dễ. Thôi rồi, nếu mà để mà nói nhá, nếu mà 5 cộng chỉ để lấy một lá trên tay người khác, thực ra là mình nghĩ là nó ổn. Nó không tệ đâu. Mình nghĩ là nó ổn. Kể cả không lấy được challenge nó vẫn ổn. Còn tất nhiên nếu mà lấy challenge nó quá mạnh rồi. Mình nghĩ là đây một lá ổn. Nhưng mà cái tỷ lệ bạn lấy được challenge thì không không cao. Những cái con mà phụ thuộc thì mình sẽ không đánh giá cao lắm. Ok, tiếp theo là con này. Con này là Beard Claw, có nghĩa là móng vuốt của gấu à? Gấu móng vuốt à? Bạn có thể lấy một tay lá trên tay người khác, và nếu nó là hero thì bạn sẽ được lấy thêm một cái lá nữa. Ôi không khác gì cả. Nhưng vấn đề là gì có vậy không? Cái số lượng lá hero nó nhiều hơn là số lượng lá challenge. Cái này yêu cầu là lá challenge, còn con này là lá hero. Vẫn là lấy một lá trên tay người khác, nhưng mà con này chắc chắn mạnh hơn, bởi vì nó có tỷ lệ cao hơn. Nếu mà lấy lá hero thì bạn có thể lấy thêm lá nữa, quá ngon. Tuyệt vời. Rõ ràng là tỷ lệ lấy hero sẽ cao hơn tỷ lệ lấy challenge. Nhưng con này 7 cộng. Ừ, 7 cộng. Nhưng mà đối với mình 7 cộng nó vẫn là ở mức độ trung bình thôi. Không mạnh lắm đâu. Tiếp theo là con này. Con Hero Fighter cuối cùng của chúng ta. Nó đâu rồi? Ở BAC. Wow, BAC là có effect đơn giản nhất trong cái game này luôn hay sao? Destroy một hero 8 cộng. Đấy. 8 cộng destroy một hero. Mình đánh giá là trung bình. Đây thực ra mình nghĩ là con này chính là cái thang đo sức mạnh của cả cái game này luôn. Cái con ACB này, con ACB này nó là cái thang đo sức mạnh của cả cái game này luôn. Nó là cái thứ cân bằng nhất cái game này. Nó căn bản nó là cái effect cân bằng nhất, nó chỉ đơn giản là destroy một hero và bạn yêu cầu 8 cộng hết. Mình nghĩ thậm chí con này là cái con được tạo, mình không chắc nha, cái này rõ ràng đây là thông tin không 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 phải fake, không phải fake, không real, nhưng mà mình nghĩ rằng đây chính là con đầu tiên được tạo ra trong cái game này. Kiểu nó thật sự là kiểu đơn giản vãi chưởng ấy, nó chỉ có vậy thôi. Rồi đấy. Tiếp theo nhá là đến bọn ve, bọn bác là cái bọn là nhạc công, chúng ta đã hết fighter rồi. À thực ra ở dưới này còn fighter nhá, nhưng mà là fighter ở trên bộ Hero to Select tính sau. Chúng ta sẽ nói về cái bọn bác này đó. Đầu tiên là con này. Là con Peanut. Đậu phộng. Tên là đậu phộng đấy. Con này có effect là rút hai lá. Với mình thì 7 cộng và được rút hai lá thực ra là khá mạnh đấy chứ. Đúng không? Mình nghĩ là nó sẽ để nó ở trong mạnh ở trong nhiều trường hợp. Việc thêm bài lên tay của các bạn 7 cộng và được rút hai lá là lời một action rồi.
Mình nghĩ là một là nó nằm ở trung bình, hai là nó nằm ở mạnh ở trong nhiều trường hợp. Bởi vì rõ ràng là nó khá là cân bằng. Ừ, mình để nó mạnh ấy. Tiếp theo là con này có Do Nothing đúng không? Ôi trời ơi, con Do Nothing. Con này tên là Napping Nipple, không làm gì cả. Hai cộng. Yeah, chắc chắn rồi. Con này khỏi phải nghĩ, con này chắc chắn lại. Thậm chí mình có thể tạo thêm một cái tier nó riêng riêng để dành con này, ý là nó còn dưới cả yếu. Đây mình sẽ để nó một cái tier riêng ở dưới này nữa và có tên là ấn độ. Cái này vẫn là để xanh đúng không, nhưng mà add a row below rồi đấy, mình sẽ để riêng một cái tier dành cho con này là napping nipple. Cái con này nó độc lạ bình dương á. Con này độc lạ quá. Mình sẽ để nó màu xanh hoặc là màu này nhìn nó tệ. Được rồi, chúng ta sẽ đến con tiếp theo là con Melody, một trong những cái tên rất là hay, chơi chữ hay thật. Melody con này có khả năng là rút một lá bài, và nếu nó là hero thì bạn có thể chơi nó ngay lập tức. Căn bản thì mình không đánh, tức là vì hero là một cái lượng bài khá là nhiều trong game đó. Thế nên là thực ra là cái tỷ lệ đấy cũng cao. Nhưng mà có thật sự rút được không, vào đây là mấy cộng? 7 cộng à? Mình sẽ đánh giá nó. Theo mình nghĩ nó sẽ hơi yếu. Và nó chỉ ổn khi mà có cái này thôi. Khi mà rút được cái hero thôi. Còn không thì mình nghĩ nó sẽ hơi yếu. Đây mình sẽ để nó ở có tác dụng ở tùy tình huống thôi. Tiếp theo là con gì đây? Grandi Chick. Có khả năng là mỗi người chơi khác phải đưa bạn một lá bài trong tay bạn. Ui, và con này 8 cộng. Con này thật sự xứng đáng đứng ở mạnh trong nhiều trường hợp, bởi vì ở đây đúng rồi, nó đây. Vì thường ấy, nếu các bạn chơi ít người thì đúng là con này hơi yếu, bởi vì 8 cộng mà chỉ được lấy một lá. Nhưng mà nếu mà đây mà là chơi ván 6 người, bạn thật sự sẽ được rút 5 lá từ tay người khác chỉ với 8 cộng, thì mình nghĩ là nó lời. Và thực ra ấy thì hơi buồn một tí là nó là lá người khác được chọn, thế nên là bạn sẽ không được chọn, nhưng mà chả sao cả, mỗi người khác mất một lá, bạn được cộng 5 lá. Ủa rồi quá địch. Nói chung là mình nghĩ là chơi 3 người trở lên là con này sẽ lời, cứ chơi từ 3 người trở lên là đã lời. Ok, con tiếp theo đây, con tiếp theo đây, Fuji Chick. Bạn có thể rút một lá và sau đó chơi từ tay bạn một hero card. Có nghĩa là thực ra là lá bài này nghĩa là nó yếu. Bạn được rút một lá và sau đó chơi một lượt, tại là căn bản là nó sẽ đổi từ hai cái lượt hành động của bạn thành một lượt hành động. Tuy nhiên lại phải 7 cộng à, thì mình không không nghĩ là nó ổn đâu, thậm chí nó còn hơi yếu. Hơi yếu ấy, thôi được rồi, cứ để ở đây đi. Mình nghĩ là nó hơi yếu. Để mà nói tiếp theo là con này có tên là Tipsy Turtle. Đây là một trong những con hero mình thích nhất, mặc dù là nó không mạnh nhưng mình chắc chắn đây là một trong những con hero mình thích nhất game này. Chọn một người chơi, cướp là một hero của người đấy và sau đó thì để con Tipsy Turtle vào cái sân của người đó, có nghĩa là đổi thôi. Nhưng mà các bạn, vấn đề là gì không, con này chỉ có 6 cộng thôi và mình sẽ dành một sự ưu ái cho con Tipsy Turtle nha, tại vì mình thật sự rất thích nó. Ok, mình sẽ để nó màu hồng. Con Tipsy Turtle là rất xứng đáng, mặc dù nó không mạnh đâu nhưng mình thích nó, thì mình sẽ kiểu thiên vị. Mình sẽ thiên vị nó một chút. Tipsy Turtle. Ok rồi, chúng ta có Tipsy Turtle danh riêng ở trên cùng. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với con này, là con này có một hiệu tên là Dog Doggy Dealer. Doggy Dealer có tên có hiệu ứng là đổi tay của bạn với một người chơi khác. Mình nghĩ con này sẽ là mạnh trong nhiều trường hợp. À không, nhưng mà 9 cộng thì, nhưng mà nó vẫn mạnh thật, bởi vì các bạn dùng hết bài trên tay rồi sau đó sử dụng effect con này, bạn sẽ kiểu cướp hết tay của một người khác.
đây là đổi bài trên tay, tất cả bài trên tay của bạn với người khác nhé. Bây giờ mình nghĩ là nó sẽ mạnh trong nhiều trường hợp. Ok, chúng ta sẽ đến với con tiếp theo, con bác tiếp theo. Đây, effect của nó, à, cái con này tên là Lucky Bucky, và effect của nó là lấy một lá từ tay người chơi khác, và nếu là lá hero thì bạn có thể chơi nó luôn. 7 cộng mình nghĩ là nó ở mức độ trung bình thôi. Lấy thứ nhất, tức là mình vẫn vẫn nói là mình thường mình không đánh giá cao cái hiệu ứng mà có thể phải phụ thuộc vào người khác, không không đánh giá cao lắm. Rồi vậy là chúng ta đã hết xếp hạng xong 8 con bác rồi. Giờ chúng ta sẽ đến 3 con ba ở 8 con ba. Giờ chúng ta sẽ đến với lũ Guardian là bọn Lịch Kỳ Lân. Thì con đầu tiên mà chúng ta sẽ phải thẩm đó là con này có tên là Kamling Voice. Hero ở trong party của bạn không thể bị cướp cho đến cái turn tiếp theo. Đây là một con hiệu ứng bảo kê rất khỏe nha mọi người. Stolen thật sự là mạnh hơn Destroy, vì vậy cái việc con này nó có thể có tác dụng nếu mà trên sân mình có nhiều cái con có khả năng Stolen ấy, cái đối thủ ấy. Nhưng mà nên nhớ là con này không bảo kê khỏi Destroy và Sacrifice, thế nên mình nghĩ là nó chỉ có tác dụng tùy tình huống thôi. Và yêu cầu nó là 9 cộng nữa. Việc bảo kê khỏi Steal là rất là ngon, tuy nhiên thì rõ ràng là nó chỉ bảo kê khỏi Steal thôi, và 9 cộng thì cao quá. Đó, thế nên mình sẽ để nó có tác dụng tùy tình huống. Nó sẽ ngon nếu mà ở trên sân của mình, ở trên sân trên cái bàn chơi có rất nhiều cái con khả năng Steal ấy. Ừ thì con này sẽ có tác dụng. Tiếp theo là con này. Cộng 3 vào tất cả các role của bạn cho đến hết lượt thì con này khá là ok đấy chứ, con này trung bình. Đây cũng là một trung tạc trong những cả mình đánh giá là cân bằng. Bạn phải roll ra 6 cộng mất một lượt hành động, nhưng mà hai cái role còn lại, hai cái lượt hành động của bạn còn lại sẽ được cộng 3 vào tất cả các role, thì bao gồm cả challenge, cả đánh quái, cả kích hoạt effect, bất cứ thứ gì nó được cộng 3 là rất là ngon nhá. Nên mình sẽ để nó trung bình. Con tiếp theo là con này có tên là Mighty Blade. Hero trong party của bạn không thể bị destroy cho đến cái lượt tiếp theo. Con này không khác gì con này, nhưng con này bảo vệ từ Stolen, còn con này thì bảo vệ destroy, thế nên mà mình nghĩ là nó sẽ để ngang nhau đây một cặp bài thôi. Mình nghĩ đây một cái cặp với nhau. Ô nhìn mình thường nếu mà để như này khá là nhìn hợp nhỉ. Mình nghĩ mình sẽ để như này, kiểu hai con đang nhìn nhau ấy, mà nhìn nó hợp vãi. Rồi. Con tiếp theo ở trong hàng này là con này có tên là Radiant Horns. Sừng radar. Hiệu ứng của nó là search trong cái đống bài bỏ một lá modify và add lên tay. 6 cộng thì mình nghĩ đây cũng là một lá bài trung bình, không phải không yếu. 6 cộng để lấy được search một lá bài từ mộ lên tay thì cứ bằng một cái điều hành động đó bạn có thể rút một lá trong deck ra và bỏ và rút được cái lá modify đấy. Tuy nhiên thì rõ ràng được search nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, nhưng mà bạn phải đổi lại là có thể roll được hiệu ứng con này, và thứ 6 thì không khó lắm đâu, nghĩa là trung bình là vừa. Ok, tiếp theo là con tiếp theo là con nào, đúng mắt từ được con này. Đây, con này có tên là Iron Resolve. 8 cộng, và effect của nó là cái lá bài trên tay của bạn không thể bị, à cái lá bài bạn chơi không thể bị challenge cho đến hết cái turn. Thực ra đây một lá bảo kê thôi, và mình nghĩ nó yếu vãi chưa. Việc ngăn 8 cộng và mất một lượt hành động vào đây rồi mà chỉ đơn giản là bảo kê không thể bị challenge, thì mình nghĩ là nó, trừ khi nhá, nó sẽ chỉ mạnh khi mà bạn chỉ còn một bước hai bước để chiến thắng, và bạn muốn đảm bảo cho cái chiến thắng của bạn thôi. Ừ thì mới thật sự là có tác dụng thôi. Còn nếu không thì mình nghĩ là con này gần như chả bao giờ kích hoạt cả, chả việc gì về kích hoạt con này, thậm chí chơi chắc bạn đã có bài trên tay để chơi. Tức là con này chỉ có tác dụng khi bạn gần chiến thắng, và còn một vài bước mà chắc chắn không muốn bị challenge thì ừ ok rồi, kích hoạt effect con này được. Con tiếp theo của chúng ta là con Holy Curse Lifer, effect 5 cộng. Chúng ta có thể return một kill, một cái item người nguyền rủa đang equip từ cái hero trong party lên tay của bạn. Mình nghĩ đây cũng là một lá bài yếu, trải sau bọn unicorn yếu phải chưa. Thứ nhất là bạn phải có yêu cầu là có item ở
item curse ở trên bát tỷ của bạn chắc gì đã ai có đánh vào bạn đâu đúng không? Thứ hai là phải roll và đơn giản là chỉ là lấy cái lá đấy lên tay chứ không có nhiều tác dụng. Thật sự là việc giải một cái curse item không có nhiều tác dụng lắm đâu. Nó không, tức là nó không đáng bỏ một lượt hành động ra để làm thế. Trừ khi thật sự đấy là một con quy be, ừ kiểu đấy. Không thì mình nghĩ là không cần, thật sự không cần thiết đến thế. Được rồi. Con tiếp theo của chúng ta đây rồi. Đó là con Vibrant Grow. Effect là cộng 5 cho tất cả các roll cho đến hết lượt của bạn. Mình nghĩ đây là một con khá là khỏe. Vì thật sự nhá, nếu mà con này chỉ đơn giản là cộng 3, con này ấy nhỉ, cộng 3 thôi, và bạn phải tung ra 6 cộng thì đây là bạn yêu cầu bạn tung ra 9 cộng. Nhưng bạn Odin một phát là được. Nghĩa là cộng 5 thì cực kỳ kinh rồi. Gần như chẳng có một cái modifier nào ngon vào. Mình sẽ để nó ở mạnh trong nhiều trường hợp. Nghĩa là nếu bạn roll thật sự được effect của con này nó sẽ rất mạnh. Diệt quái mà bạn được tôn được cộng 5 thì phải là trưởng rồi còn gì nữa. Đúng không? Đó. Con tiếp theo của chúng ta là con này, là cũng là con cuối cùng của Guardian, có tên là Woody Light. Effect của nó là 7 cộng, lấy trong lá một xuất trong cái đống bay bỏ một cái lá hero và lấy nó lên tay. 7 cộng để xuất một lá hero trong sân, trong mộ lên tay thì cũng là trung bình thôi. Nó một cái giá trung bình. Bọn Guardian thật sự là mình không đánh giá con nào quá kinh khủng cả. Ok. Được rồi. Chúng ta xong hết bọn Guardian rồi, chúng ta sẽ đến bọn Ranger, tức là bọn cáo. Bọn cáo này thì chúng ta sẽ khởi đầu với con này. Con này là Suffolk, có khả năng là 5 cộng. Nhìn vào tay của một người khác, mình sẽ đánh giá đây là một lá bài yếu. Bởi vì nhìn vào tay một người khác và bạn mất một lượt hành động thì nó kiểu người ta cố nhét effect vào đấy, chứ mình nghĩ là cái effect này không có không gì cả. Chứ là nhìn vào tay người khác và rút một lá thì ok, đồng ý, nó sẽ rất mạnh. Nhưng mà nhìn vào tay người khác và thế thôi thì mình nghĩ là nó yếu, kể cả 5 cộng. Rồi, theo chúng ta sẽ đến với effect của con... Ủa, con tiếp theo là con nào vậy? Đây con này. Nó là một con with shot, wide shot. Chúng ta sẽ rút 3 lá và discard 1 lá. Thực ra đây là khá là ngon nha. Cái lá discard còn không nhất thiết là phải là cái lá mà bạn đang vừa rút. Thế nên là mình sẽ đánh giá là mạnh trong nhiều trường hợp. Bởi vì 8 cộng mà được rút đến 3 lá mới, sau đó có thể discard một trong các 3 lá đấy hoặc là discard là cũ thì bạn được quyền lựa chọn mà. Vì đây là một là cặp cộng 2 rất là khỏe, tương đối khỏe. Ok. Tiếp theo là con này, Willy Red, rút cho đến khi tay bạn đủ 7 lá. Wow, đây là một cái lá rất khỏe. Mình nghĩ là con này xứng đáng đứng ở xứng đáng ăn khóa, bởi vì cái việc mà bạn hết bài trên tay bạn được rút một phát 7 lá bằng một lượt hành động, trong khi theo luật của game bạn phải bỏ 3 lượt hành động ra để có thể rút 5 lá mới. Thì cái việc rút 7 lá là cực kỳ kinh khủng, nghĩa là người ta nhắm vào bạn, disc hết bài trên tay bạn rồi bạn kích Gilligat phát bạn đầy bài trên tay và tiếp tục chơi. Mà ngay cả khi bạn vẫn còn bài trên tay thì bạn vẫn có thể rút, tức là kiểu bạn còn 4 lá thì vẫn được rút 3 lá mà, quá ngon. Điểm yếu của nó là 10 cộng và thường ấy nó sẽ ngon khi mà bạn hết bài trên tay. Nhưng mà hết bài trên tay nghĩa là bạn không có cái modify nào thì cũng hơi đuổi. Nhưng mà không sao cả, mình vẫn nghĩ là nó xứng đáng khóa, nếu có khóa mình sẽ xứng đáng khóa nó. Rồi. Con tiếp theo là con có tên là Lucky Rookie. Con này 5 cộng, lấy trong bộ trong bài bỏ một cái item và lấy lên tay của bạn thì thực ra là tất cả những cái mà search bài xong rồi lấy lên tay thì mình nghĩ là nó đều ở mức trung bình hết, có mấy con rồi. Không có gì để nói à. Ok. Con tiếp theo của chúng ta là con Busai. Mình không biết đọc tên nó nhỉ. Chúng ta có thể nhìn 7 cộng, nhìn vào 3 lá trên cùng của deck và lấy một lá lên tay của bạn, sau đó return những cái lá còn lại. Vì ấy, mình nghĩ lá này chỉ mạnh trong tình huống thôi. Nghĩa là nó mạnh khi bạn xuất được bài ngon, không thì nó chả khác gì một cái draw bình thường, bạn phải tung xuất sắc cả. Con tiếp theo của chúng ta là con Quick Draw. Tên của nó là Quick Draw luôn. Effect là 8 cộng và chúng ta sẽ được rút 2 lá nếu trong 2 lá đấy mà có một ít nhất một item thì bạn có thể chơi luôn một cái lá item xuống. Với căn bản thì lá này bạn nghĩ là mình khỏe nên mình nghĩ là nó chỉ ở mức bình thường thôi, nó không yếu nhá, bởi vì bạn được rút 2 lá và có thể được đánh thêm một item xuống, vì vậy có nghĩa là bạn được làm 3 hành động trong một. Thế mà
nhưng mà nó phải kiểu thật sự rút được item, chứ còn không thì nó cũng chỉ là rút hai lá mà 8 cộng thì cũng khó. Rồi con tiếp theo, con tiếp theo là con húc. Effect 8 à 6 à, từ từ mọi người đợi tí mình ăn bưởi hả? À, mẹ mình vừa mang bưởi đi. Tuyệt, bưởi chua chấm với muối hảo hảo, quá ngon. Bưởi cộng muối hảo hảo. Ngon lắm. Ngầm. Ok, chúng ta trở lại. Con này có tên là Hook. 6 cộng. Bạn có thể đánh một lá từ tay xuống, đánh một lá item từ tay xuống và sau đó rút một lá bài. Nó sẽ lời một lời hành động 6 cộng à. Có tác dụng tùy tình huống. Nó có tác dụng khi mà bạn có một item trên tay. Chứ còn thực ra kết hoạt này thì dễ. Có bưởi sướng thật. Ăn ngon lắm. Ok, chúng ta đến với con răng chơi cuối cùng. Đây là con răng chơi cuối cùng, có tên là Sirius Gray. À, được đét cho một quân và rút một lá bài. Wow. 6 cộng. À đồng, 9 cộng. Thế thì mình sẽ đánh giá nó là mạnh trong nhiều trường hợp. Việc đét cho được một quân của đối thủ và rút được một lá bài là rất ngon rồi. Thực ra nó là một hành động free và được đét cho thêm một con. Wow. Không có gì để chê à? Ok, chúng ta sẽ đến với những con thief. Chúng ta đã hết bọn Ranger rồi. Chúng ta sẽ đến với con thief. Đầu tiên là con Smooth Mimi Meow đúng không? Ừ, tên của nó Smooth Mimi Meow. Effect là lấy một lá từ tay người khác. Không. Lấy một lá từ tay mỗi người khác mà có thief ở trong party. Thế thì mình nghĩ là con này chỉ tùy tình huống thôi. Và thậm chí nó còn hơi yếu. Vì bạn đã rút một lá trên tay người khác không phải là quá khủng, không phải là destroy, mà lại còn yêu cầu là người đó phải có thief. Chơi hai người thì con này đúng phế. Chơi là hai con này người đúng này đúng phế luôn. Ok, chúng ta sẽ đến một con tiếp theo là con Plundering Doom, cái gì Plundering Puma. Effect 6 cộng, lấy hai lá từ tay người khác và người đó được rút một lá. Wow, lá này là một lá cộng cạc rất cho cả mình cả đối thủ à. Thế mình sẽ để con này ở mức trung bình vì cả mình và cả đối thủ đều được nhận. Quá ngon. Ý mình là cái bưởi ngon. Bưởi ngon lắm mọi người. Giữa bão mà được ăn bưởi. Ok. Rồi. Ngoài kia mưa bỏ gió to quá. Chúng ta sẽ đến với con tiếp theo, con Suri Kitty. Tên con này là Suri Kitty nhé. Effect 9 cộng. Destroy một hero. Và nếu hero đấy có item thì lấy lá hay item đấy lên tay của bạn, thay vì discard đó. Wow, 9 cộng mà destroy mà còn cướp item à? Thực ra là mình nghĩ là nó bình thường thôi, nó không phải lúc nào con hero cũng được equip. Và thật sự 9 cộng chỉ để destroy, nó còn hơi yếu rồi. Tại vì destroy con bản là 8 cộng. Mình nghĩ là để nó trung bình thôi. Mèo. Tiếp theo là Meo Geo. Meo Geo thì không có gì để nói rồi, chắc chắn nó xứng đáng ăn khóa. Ở trong video những con hero mạnh nhất trong Hero Slay mình đã nói. Meo Geo là cướp một lá, steal một hero của bạn, sau đó steal thêm một lá trên tay của bạn. Wow. Từ việc steal một hero đã là khó chịu rồi, steal thêm một hero nữa. À, thêm một cái lá trên tay nữa, cực kỳ kinh khủng, nó đúng kiểu đấm vào mồm người khác ấy.
Hay xứng đáng khóa đúng. Không ngoan. Con tiếp theo là con gì đây? Con Sleepy, Slippery Paw. 6 cộng. Lấy hai lá từ tay người khác và discard một trong cả lá đấy. Thế nào mình có thấy nó hơi yếu ấy. Nó chỉ đơn giản lấy một lá của tay người khác. À nhưng mà lấy được hai lá sau đi cầm một cũng được, mình nhá trung bình đấy. Lá tiếp theo là con slide picking, lấy một lá trên tay người khác và nếu là item thì bạn có thể chơi nó lập tức. Wow, 6 cộng trung bình. Những cái lá mà yêu cầu thêm mình đã nói rồi, mình không đánh giá cao nó. Tiếp theo là con Silent Shadow. Nhìn vào tay người khác và chọn một lá đưa vào tay bạn. Thì mình nghĩ là lá này xứng đáng mạnh trong nhiều trường hợp, kể cả chơi hai người hoặc chơi nhiều. Nhìn vào tay người khác đã là rất tốt rồi. À nhìn vào tay người khác không thì không tốt, nhưng mà nhìn vào tay người khác và lấy một lá thì rõ ràng là tốt. Bạn được chọn mà. Nó giống kiểu bạn xuất được 5 lá từ trong bài bốc và chọn một lá lên tay bạn đấy. Đằng này bạn là còn trừ một tài nguyên của người khác nữa, thế nên là nó xứng đáng ở mạnh trong nhiều trường hợp. Tiếp theo là con, ủa đây đúng không, Kidnapper, Steal a Hero Card. Con Kidnapper này xứng đáng đứng ở vị trí ăn khóa, bởi vì nó thật sự là con tiêu chuẩn cho việc Steal Hero. Và mình nói luôn, Steal Hero luôn ngon hơn là Destroy hay là Sacrifice. Chắc chắn rồi, Steal Hero luôn ngon hơn cái lũ đấy. Và con Kidnapper là con tiêu chuẩn cho việc Steal Hero. Và nó xứng đáng đứng ăn khóa. À chào Xuân Thịnh Nguyễn, anh đang ăn bưởi. Hello. Hay không? Ok, chúng ta đến con tiếp theo. À, thế là hết bọn thiếp rồi, giờ chúng ta sẽ đến với bọn răng, bọn wizard. Con wizard đầu tiên của chúng ta có là con đây. Con Snowball. Đấy là bạn là làm gì nhỉ? Cái bạn đấy là bạn cái gì, Minh Đức ở bên Root hay sao, mình chả biết. Chả nhớ đó. Snowball có khả năng là rút một lá và nếu nó là magic thì chơi luôn. Thì mình nghĩ là nó yếu vai trưởng, vì nó phụ thuộc mà lại phụ thuộc magic chứ phải phụ thuộc hero, nó xứng đáng ở yếu. Con tiếp theo là con tiếp theo đâu rồi? Đây. Đúng rồi. Con tiếp theo là con Bun Bun. 5 cộng khả năng là search một lá magic ở dưới mộ và lấy nó lên tay. Thì search magic chắc chắn là ngon hơn search hero bằng cách nào đấy. Nên mình sẽ để nó ở trung bình. Đủ. Không bỏ mắt à. Mình vừa được xuống ăn cơm mà mọi người. Mình còn đang ăn có bưởi bên cạnh này, mình đang vừa chiêu chiêu vừa làm thôi chứ mình có chat hát đâu. Không vấn đề gì không? Bưởi ngon lắm mọi người. Bưởi nó chua chua nhưng mà chấm muối hảo hảo quá ngon. Con tiếp theo là con gì nhỉ? Con tiếp theo là con này. Con Wickless. Effect của nó là 10 cộng. Bạn sẽ cướp một hero và sử dụng effect của nó để có thể roll một phát để sử dụng luôn effect của nó. Thì rõ ràng rồi, cướp xong lại còn được roll một lần miễn phí để ấy, tính là lời một hiểm hành động xứng đáng đứng đây. Xứng đáng ăn khóa. Ok, con tiếp theo là con nào? Ở đây. Con tiếp theo là con này có tên là Spooky. Và mỗi người chơi khác phải sacrifice một hero. Thì mình nghĩ con này nó chỉ đứng ở mức độ là mạnh trong nhiều trường hợp thôi, bởi vì nó sẽ chỉ mạnh khi mà bạn chơi nhiều người, chứ còn bạn chơi ít người thì cái việc một người sacrifice hero chưa chắc đã ngon. Và sacrifice thì không ngon bằng destroy và steal. Không biết có ai ở đây giống mình không. Mình bị nghiện chấm muối hào hào. Muối hào hào ngon vãi chưởng. Bây giờ chấm muối hào hào ngon quá. Ok, chúng ta sẽ đứng con tiếp theo là con
con tiếp theo là con gì đây? Fluffy. Có. Mới hảo ngón vãi. Fluffy có effect là 10 cộng death cho hai hero. Wow, what the hell. Con này xứng đáng đứng ở ăn khóa hoặc là đây luôn ấy. 10 cộng death cho hai hero. Death cho hai hero mà không phải trả giá như Quibe, tất nhiên là ít hơn Quibe rồi. Quibe cho được 3 nhưng mà cái việc bạn death cho hai hero thì bằng một cách thần kỳ nào đấy các bạn được không? Bọn thỏ rất xàm, trong trong cái game này bọn thỏ là bọn xàm nhất. Ok. Con tiếp theo là con nào? Ủa con tiếp theo rồi. Đây. Con tiếp theo có tên là Button, cái nút bấm ấy. Effect của nó 6 cộng và có thể lấy một lá từ tay người khác. Và nếu là magic thì bạn có thể chơi nó lập tức gào 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 những cái lá như này thì chúng ta sẽ làm mạnh trong tùy tình huống thôi. Rõ ràng rồi. Nó không phải là magic thì bạn sẽ không sử dụng được nó. Và cái việc rút một lá bài trên tay của bác thì con Kidnapper làm từ đời nào thôi, thành ra là chả có lý do gì dùng con này cả. Ok. Tiếp theo là Whisker, con này thì mình thuộc lên defect rồi. Defect con này là bạn destroy một con quái trên sân và sau đó là steal một lá. Ui rồi. Nói thôi đã thấy là không có gì để nói đúng không? Kiểu chắc chắn là sẽ ăn ăn khóa rồi. Cứ destroy một quân, sau đó là steal một lá bài của người khác. Mình đã bảo steal là cái lá ngon nhất trong game này, là effect ngon nhất trong game này, mà con này có khả năng destroy cộng thêm nữa thì nó xứng đáng ăn khóa. Bởi vì cái điểm yếu duy nhất của con này là gì biết không, là cái số lượng roll của nó phải là 11, chứ nếu không phải ngoài ngoài số lượng roll 11 thì con này gần như chả có điểm yếu nào cả. Đúng ngon luôn, effect hoàn hảo vậy chưa. Ok, con cuối cùng của bọn Wizard là con Hopper. Effect của nó là 7 cộng, chọn một người và người đấy phải sacrifice hero. Thực ra là yếu yếu thế nào để người ta sacrifice thì mình sẽ đánh giá là nó yếu yếu thật. Sacrifice trong ba cái thì mình là yếu nhất, mạnh nhất là steel, thứ hai là destroy. Sacrifice là yếu nhất, thấy không? Và lại còn chỉ là một người sacrifice, không như cái con thỏ trên này. Con này là mỗi người chơi khác phải sacrifice một một, còn con này thì lại là một người chơi sacrifice hàng không. Em nên mua bộ này hay rút á, nó tùy. Quan trọng là bạn đang định chơi theo hướng nào, rút thì trái hát hơn. Hay to slay thì chơi vui vui thôi, như mình đã bảo hay to slay chỉ nên chơi khi mà bạn có cái nhóm mà kiểu chơi quen nhau rồi hiểu tính nhau rồi thì nên chơi game này, chứ chơi với người lạ không nên. Với cả game này thì chắc chắn là nhẹ, là rẻ hơn đúng không? Thì tôi cũng đúng, bởi vì game này thì chắc chắn là nhẹ hơn là so với Root. Ok, giờ chúng ta sẽ đến là hết bộ cơ bản rồi nhá. Giờ chúng ta sẽ đến với bộ mở rộng Necromancer và Berserker. Đây. Từ từ mọi người. Mình đang ăn bưởi. Bưởi chấm muối hảo hảo, quá ngon. Quá đỉnh. Chiêu chiêu mà. Ok, tiếp theo chúng ta đến Necromancer và Berserker. Chúng ta sẽ đến với cái lũ Necromancer trước nhá. Rồi mưa to quá, cái bão đến về đến Hà Nội rồi mọi người ạ, có khi livestream nó sắp ấy. Đây rồi, effect con này là mỗi người chơi khác bao gồm cả bạn sẽ phải sacrifice một hero. Tức là con này thực ra về căn bản nó chính là con này nhưng mà yếu hơn, thế nó sẽ ở mức trung bình thôi, tại vì nó yêu cầu nó không khác gì con này cả, nhưng mà bị một cái là nó phải yêu cầu cả chính bạn cũng phải sacrifice một hero. Con tiếp theo là con này có tên là Boston Teroi. Chọn một người chơi, một người chơi đấy phải đưa bạn, nếu họ có à, phải đưa bạn một lá bài trên tay của họ, còn nếu mà họ không làm thế thì họ có thể chọn hai lá dưới mộ và đưa nó lên tay bạn.
Wow, lá này mình nghĩ là nó kiểu gì ấy, nó effect xong nó mình nghĩ là nó chỉ có tác dụng tùy tình huống thôi, nó không không kinh lắm đâu. Vậy là đa số người ta sẽ chọn là lấy dưới mộ lên cho bạn, tại vì chả việc gì họ phải mất lá trên tay cả, họ có thể đưa lá đều nữa, họ không nhất thiết phải đưa lá ngon, họ đưa lá đều. Tiếp theo là con có tên là Bác Hexer 7 cộng. Discard một lá bài và mỗi người khác phải discard hai lá bài, kiểu gì nhỉ? Cái bọn chó này đúng kiểu tao chết thì bọn mày cũng phải chết đấy. Thế nên là effect này mình nghĩ là nó cũng ở mức trung bình. Thế bạn phải discard một lá, đối thủ các người khác phải discard hai lá. Nó cũng chỉ mạnh khi mà chơi nhiều người thôi. Thế thì cái này chỉ tình tình huống thôi. Chơi ít người nó không có tác dụng lắm. Ok. Con tiếp theo là con này. Bone Collector. Hy sinh một item nhá, và lấy trong cái trong bài bỏ một hero và đưa nó lên tay, và sau đó thì có thể chơi một cách một chơi nó cũng what the hell mẹ cả khó hiểu vãi cả trường. Nhưng mà đại loại thì là bỏ một lá item đang được trang bị, sau đó thì bạn có thể lấy một hero từ dưới mộ lên tay và chơi nó luôn, nhưng mà chơi thì có thể bị challenge yếu vãi trường. Vừa phải hy sinh một item mà đơn giản chỉ là lấy hero chân thành và đánh nó xuống, mình không nghĩ nó mạnh, hoặc là nó có thể sớt được một mấy, mấy con xàm lin trên này thì cũng được thôi, nhưng mà tùy trường hợp lắm. Con tiếp theo Perfect Versal. Bạn có thể hy sinh lá này và steal một hero. Wow, đây là một cái khả năng steal thì mình nghĩ là nó sẽ đứng ở mức độ mạnh trong nhiều trường hợp. Điểm yếu của nó là phải sacrifice lá này. Đó, điểm yếu của nó sacrifice lá này. Còn lại thì quá mạnh rồi, steal một thẳng một coi hero. Và con này chỉ có mấy? Con này chỉ có 4 cộng thôi nhá, rất dễ kích hoạt. Con tiếp theo là con này. Con này có tên là gì? Hollow Husk. Effect 6 cộng, nhìn vào tay người khác, chọn một lá magic và nếu họ có và đưa nó lên tay, và sau đó bạn có thể chơi nó một lá một cách bình thường. Wow. Không. Mình nghĩ là không. Nó yếu luôn ấy. Lấy một lá magic. À không, nhưng mà được nhìn vào tay người khác à? Từ nhá. Được nhìn trong chọn thì nó phải ở vực bình thường. Được 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 được. Nó sẽ giống như kiểu bạn được chơi một lá magic từ tay người khác luôn á. Cũng được. 6 cộng cũng rẻ. Nó thế nó không yếu nữa nha. Vừa đấy không yếu đâu. Con tiếp theo là con này. Shadow San. Discard một modify và những người khác không thể chơi modify trong cái lượt này. Mình nghĩ là nó có tác dụng tùy tình huống. Vì bạn phải có một lá modify và chỉ là ngăn người khác chơi modify chứ không ngăn người khác chơi challenge. Cũng tùy tình huống thôi. Bạn cũng mất một lời hành động mà. Rồi. À con cuối cùng của bọn Necromancer là con này. 5 cộng. Sacrifice một hero và lấy một lá hero hoặc item từ cái trong bài bỏ và chơi sau đó chơi. Wow, lại phải sacrifice một hero à? Thì con này cũng như bọn này thôi. Hy sinh thì phải vào đây thôi. Không thể mạnh được. Vậy là hết hết bọn Necromancer rồi. Giờ chúng ta sẽ quay về bọn Berserker. Berserker thì con đầu tiên là con này. Một Berserker sẽ có vài con có thể cầm được hai trang bị nhé. Đây. Con này là Rod Rodro War. Chọn một cái class và return tất cả các cái lá class về tay. Ui. Con này xứng đáng, con này mấy cộng? Con này 9 cộng. Thế thì xứng đáng ăn khóa luôn. Return được tất cả các hero trong một class về tay của chủ nhân ạ. Quá khủng. Mẹ, nếu mà bóng một cái thần kỳ đấy phải return 8 con ạ. Quá kinh khủng khiếp. Xứng đáng ban.
Ok. Còn tiếp theo là con này. Brawling Spirit. Mỗi người chơi bao gồm cả bạn mà có ít hơn hai hai à ít hơn ba hero trong mắt trong party à đâu có nhiều hơn ba hero trong party thì sẽ phải sacrifice một cạc. Thì lá này bình thường quá, 9 cộng thế thì bình thường quá, bình thường. Con tiếp theo là con này đúng không? Đúng rồi. Death cho một hero và nếu lá đấy mà là berserker thì bạn có thể có thêm một lượt nữa. 8 cộng à? Ơ thế con này bằng với con Ace thôi. Bằng với con này. Nhưng mà được cái là nếu mà destroy Berserker thì sẽ được thêm lượt. Nhưng căn bản thì mình nghĩ là nó không nhỉnh hơn là bao nhiêu. Nó hơn tí là nó chẳng nhỉnh hơn bao nhiêu à? Bình thường. Con tiếp theo là con này. Annihilator. Lấy trong cái đống bài bỏ một cái lá challenge và lấy đưa nó vào tay bạn 6 cộng được. 6 mà sớt một challenge thì mình nghĩ là nó sẽ mạnh trong nhiều trường hợp. Bởi vì challenge rất là ngon. Mình vẫn thích làm chơi challenge là một trong những lá bài mạnh nhất trong game này không? Thế nên là rõ ràng rồi. Sớt được challenge thì rất là ngon. 6 cộng thì cũng dễ. Nó không như là sớt item hero hay là spell nhá. Search modify cũng rất là bình thường. Nhưng mà search challenge thì rõ ràng là ngon. Không có gì để bán nữa. Là tiếp theo, con tiếp theo là con này. Wow, con này có thể chơi được hai trang bị. Sacrifice một lá bài và cộng 5 vào tất cả các rune cho đến hết rune hết tuần này. Quá ngon. Sacrifice một lá bài và cộng 5. What the hell? Con này xứng đáng bị ban. Mà con này cầm được hai đồ nhá. Mà con ý là con này chỉ tung ra cộng 6 trong khi ở dưới này có một con unicorn. Mình nhớ có một con unicorn có khả năng cộng 5 nhưng mà nó phải là tung ra 9 cộng. Còn đây là tung ra 6 cộng nên cộng 5 thì quá khủng. Điều kiện là phải sacrifice một hero. Không sao hết. Sacrifice là rất là bình thường. Con tiếp theo là con này đúng không? Đúng rồi. Tên là Vicious Wildcat và con này là con duy nhất đến giờ có 12 cộng. À, thực ra mình chưa chắc bọn dầu. Slay một monster card và sau đó là end được. What the hell? Slay một monster card mọi người ạ. Thật sự là slay một monster card thế bằng một hành động. Thế thì con này xứng đáng bị ban. Chắc chắn rồi. Không có gì nói. Và con này cần được hai đồ nữa nhé. Tiếp theo là con này. Bưởi ngọt thật. Nhưng bưởi chua vãi. Bưởi chua nhưng mà có gia vị ngọt. Rabbit Beast. Hy sinh một cái số lượng cạc và sau đó đét cho một số lượng cạc. À không nhá. Nó sẽ không mạnh bằng QB. Con này sẽ không mạnh bằng QB bởi vì con này là hy sinh bài trên sân. Còn con QB là discard bài trên tay. Đánh giá rõ ràng. Con này 6 cộng. Mình sẽ đánh giá nó mạnh trong rất nhiều trường hợp. Tại vì nó discard còn nhiều hơn QB. À nó destroy nhiều hơn QB. Nhưng mà yêu cầu của nó thì nó lại hơi khó. Nó sẽ đứng đây nhá. Con Berserker cuối cùng là con này đúng không? Con này cũng sẽ cầm được hai đồ. Lúc nhìn vào tay người khác và lấy một lá. À đâu, nhìn vào tay mỗi người chơi khác và sau đó lấy một lá từ mỗi cái người chơi đấy. Nhìn vào tay mỗi người chơi khác nhá. Mỗi người chơi khác. Và sau đó thì lấy một lá quá mạnh, quá mạnh. Xứng đáng ban. Bọ sư tử xám ấy. Mình cứ tưởng bọ thỏ là xám nhất rồi, bọ sư tử còn xám hơn. Đến 4 con ngồi trong ban lead. À không phải ban lead, 4 con ngồi trong top 1. Ôi không, bể ngon quá. Bể ngon thật. Ok, vậy là mình đã đi hết bọn Berserker và Necromancer rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với bọn Druid và Warrior. Bọn Druid đâu rồi? Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bọn Druid trước nhá. Mọi người tí đợi web mình đang load và mình đang ăn ăn bưởi.
Hãy tưởng tượng các bạn xem lại video này và 90% thời lượng là mình ăn bưởi. Ok. Con đầu đuôi đầu tiên, con này. Con này là trừ nhá. Tức là với bọn đầu đuôi thì phải tung ra một cái số lượng xuất sắc nhỏ hơn một số lượng thì mới được. Con này là sacrifice một hero và sau đó rút một cái số lượng cho đến khi cho đến khi bạn đủ 7 lá trên tay. Ồ, quá mạnh. Nó sẽ bằng một con Gilligan nhưng mà dễ hơn rất nhiều. Con Gilligan là cần tung ra 10, còn con này tung ra 7 thôi. Nhưng mà điều kiện là phải sacrifice một hero 7 trừ nhá. Thế nên rất là dễ. Ok. Rút 7 lá thì vẫn ngon, chưa bao giờ tệ. Con tiếp theo là con này có tên là Buck Omen. Nhìn vào tay người khác, lấy một lấy hero của tay của họ. Và để thẳng lên sân bạn luôn. Bring to your party chứ không phải là play. Khá ngon nhưng mà 6 trừ thì hơi khó rồi. Nhưng mà khá ngon ấy. Mình nghĩ là nó sẽ mạnh trong nhiều trường hợp. Nhìn vào tay người khác và bú một hero từ tay người đấy luôn. Tuyệt vời. Tiếp theo nào. Magnus Smooth. Lấy trong đồng chúng bay bỏ một hero và đưa nó lên tay, sau đó có thể chơi nó. Wow, không. Thậm chí nó là sớp nhưng mà nó còn tệ hơn đấy. Có thể chơi nó thêm một lượt nhưng mà 5 trừ á. Có tác dụng tùy tình huống. Thật sự. Đúng là nó xuất bài và nó trung bình thôi. Nó xuất bài và nó cho bạn thêm một lượt đi nhưng mà nó 5 trừ khó lắm. 5 trừ thì khó. Con tiếp theo là con này. Glowing Antler. Bạn có thể chơi hai magic card thay thế trong một lượt hành động. Trước hết là bạn cần hai magic card trên tay để effect, để kết hợp effect của nó đó. Thế nên mình sẽ nói là thật sự là nó chỉ có tác dụng cho tùy tình huống thôi. Nếu bạn không có magic card còn trên tay thì nó đúng là chả tác dụng gì. Con tiếp theo là con Big Buckley. Bạn có thể attack một monster. Tức là con này nó sẽ giảm điểm attack của một lần combat. Tức là mỗi lần bạn attack một monster bạn sẽ cần hai điểm đúng không? Giờ thì bạn chỉ cần một điểm thôi là đủ. Câu hỏi đặt ra ở đây ấy, là bạn phải tung. Bạn mà tung trượt là không được. 8 trừ rất khó nha. Không, 8 trừ thì dễ. Bạn sẽ được attack nhưng mà cái vấn đề là bạn có phải attack thành công hay không nữa cơ. Nên mình nghĩ là con này nó chỉ đứng ở mức độ là trung bình thôi. Chúng ta bạn sẽ bớt đi một lượt để attack nhưng mà liệu có attack thành công hay không. Con tiếp theo là con này Stan War. Những người khác không được play modify cho đến hết lượt của bạn. Cái này chỉ đơn giản là bảo cái modify và nó yếu vãi. Mình cứ bảo cái bảo cái modify yếu lắm, nó bình thường đó. Nó không bảo cái bạn khỏi challenge cơ. Challenge ăn bình thường. Và bạn mất một lượt hành động để tung vào cái này. Nó chỉ thật sự có tác dụng khi mà như mình nói ấy, là nó chỉ có tác dụng. Hai mới vào chào Trần Nhân nhá, chào bạn. Nó sẽ chỉ có tác dụng khi mà bạn gần thắng rồi. Bạn gần thắng rồi thì mới có tác dụng, không thì gần như lá bài này không có tác dụng gì cả. Ok. Con tiếp theo là con Magistel. Mình không biết đọc con này. Magistel. Bạn có thể hy sinh một hero, sau đó cộng 5 hoặc trừ 5 cho đến hết cái turn này. Nó giống như một phiên bản của con trên ấy, cộng 5 ấy, sacrifice một con nhưng mà thế là nó bằng nó thôi, nó chỉ bằng con đấy thôi. Chứ nó không hơn được. À đây, nó không xứng đáng khóa được. Nó bình thường thôi. Bạn sẽ phải sacrifice một hero và nó chỉ là cộng 5 hoặc trừ 5. À được cái là có thể trừ 5. Ừ. Còn lại thì không có cái gì cả. Nó bằng con đấy, 7 trừ không dễ đâu. Tiếp theo là cũng là con cuối cùng của bọn Drui là con này
Majesty. Cho đến hết lượt của bạn, nếu mà hero của bạn mà bị sacrifice hoặc là destroy thì hãy thay đưa nó về tay thay thế. Wow, để làm gì chứ? Không cần. Thà thà cho nó xuống mộ hơn. Cho đến hết lượt tiếp theo đúng không? Ừ, cho đến hết lượt tiếp theo của bạn. Chứ phải cho đến hết lượt này. Cũng chả cần đấy. Má cái bọn móng guốc này yếu thật. Ok, chúng ta sẽ đến với bọn là Warrior. Một số Warrior sẽ có thể cầm được hai trang bị. Đầu tiên là con này. Looting Lupo. Con này là con có nhiều cái kiếm nhất đây. 5 cộng rút một lá với mỗi item bạn equip trên hero. Ồ nha, con này 5 cộng nhưng mà không hề vớ vẩn đâu nha. Bạn mà trang bị rất nhiều thì bạn sẽ được rút rất nhiều lá bài. Và con này mạnh trong rất nhiều trường hợp. Chỉ cần bạn có item, kể cả là curse item nhé, kể cả curse item, bạn sẽ được rút rất nhiều. Và con này trang bị được hai lá. Con tiếp theo là con này, đúng không? Hunter, Hunter, Hunter rút một lá với mỗi monster ở các party. Nghĩa là nếu cái sân này, cái lobby đấy mà đã giết được nhiều những bao gồm những người chơi khác và cả chính bạn mà đã giết được vài con quái vật rồi thì con này sẽ được rút thêm lượng bài. Vậy mình nghĩ con này nó chỉ trung bình thôi chứ nó không mạnh, bởi vì nó còn phụ thuộc người khác và còn yêu cầu cho người khác có lợi nữa. Nên con này 9 cộng yếu thế nhỉ, nhưng mà con này nó vẫn ở trung bình, được rút bài nhiều thì vẫn tốt, nhưng yêu cầu sân phải rút được, phải slay được hai con quái vật thì mới mạnh, còn không thì nó sẽ không có động gì cả. Con tiếp theo là con này có tên là Blinding 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 Blade Blinding Blade. 8 cộng chọn một người chơi bất kỳ và return tất cả equip từ tay từ party người đấy lên tay bạn nhé, nghĩa là ăn cướp tất cả các. Thế nhưng con này cũng chỉ trung bình thôi, hoặc là nó chỉ trung bình thôi, bởi vì không, thực ra là nó thật sự equip trong game này mình thấy không nhiều, trừ khi bạn bảo là bạn cố tình, nếu không thì không nhiều. Chọn người chơi có được chọn chính bạn không? Có thể chọn chính bạn, thế về thì con này cũng ổn đấy, bởi vì nó có thể remove những cái cursed item lên tay bạn cũng được. Ok, con tiếp theo Wolfgang Pack. Với mỗi hero khác bạn có trong party thì cộng một cho tất cả clone của bạn cho đến hết lượt, 5 cộng à? Không, con này nó sẽ trung bình, nó không mạnh không yếu. Nó đâu rồi? À đây, nó đây. Nó không mạnh không yếu bởi vì nó yêu cầu bạn có nhiều hero thì bạn mới được cộng nhiều. Có không thì nó cũng bình thường à. Con tiếp theo là con Agile Danger. Con này cầm được hai đồ và bạn có thể rút tới hai item. À, bạn có thể chơi hai item thay vì một. Trò này không có bản Steam mà ông thấy mỗi Hero to Slay. Đúng rồi, trò này không có bản Steam đâu. Trò này không có bản Steam. Nói chính thức là không có bản Digital nhé. Đợi tí tôi tắt quạt. Ok. Đây. Chơi hai item cạp thì thực ra mình nghĩ là không cần. Nó không cần, nó thật sự không cần đến mức độ đấy, mình sẽ để nó ở mức độ yếu. Nó chỉ là lời một hành động, nhưng bạn phải có đến hai item card trên tay mà. Thực ra bạn không cần phải chơi đến hai item card trên tay, kiểu không cần thiết đấy. Ok, con tiếp theo là con Crystal Farm. Cộng 4 và tất cả roll attack monster cho đến hết lượt, cộng 4 vào roll attack thôi à? Thế thì bình thường nó sẽ có tác dụng tùy tình huống, vì bạn nó thật sự nó chỉ có nó chỉ có tác dụng nếu bạn attack monster, nghĩa là bạn kích con này trước sau rồi bạn còn hai lượt hành động bạn attack monster thôi, thành ra nó cũng bình thường à. Nhưng mà cộng 4 thì cũng nhiều, vừa vừa chứ chả phải nhiều, vừa vừa thôi. Con tiếp theo của bọn nó là con này. À,
Tenacious Timber. Với mỗi monster ở trong party thì chúng ta sẽ steal một hero. Con này xứng đáng ăn khóa nha, bởi vì nó steal hero bằng với số lượng quái vẫn có, nghĩa là nếu bạn có hai quái trong party thì bạn sẽ có thể steal tới hai hero. Steal hai hero là điều chưa ai làm được đâu. Không con nào làm được mà nó có 8 cộng à. Trò này dễ chứ, trò này bình thường. Không cho đâu. Có gì đâu mà chán. Mình chơi được thì thôi, có gì đâu. Điều kiện hơi khó là bạn sẽ phải có nhiều con monster. Slay được nhiều monster. Có kể cả là slay được một con thì việc steal một hero thôi cũng đã là vất rất phàm rồi. Đó. Tiếp theo là con warrior cuối cùng. Là con này. Là con Silent Seal. Cho đến hết cái turn của bạn thì nếu bạn sacrifice hero hoặc destroy card thì bạn có thể cho đến hết cái turn tiếp theo của bạn, nếu bạn bị destroy hoặc là sacrifice hero thì bạn có thể search ở trong cái trong bài bỏ ấy, một hero card và đề nó lên tay. Thì thực ra là con này ở mức trung bình thôi, vì nó chỉ đơn giản là hồi sinh lại cái lá mình vừa mất lên trên tay mình. Vẫn phải mất lượt để đánh nó xuống này, bình thường cũng được. Các bạn bị nhắm vào nhiều thì con này có tác dụng đấy. Ok, bây giờ chúng ta đã hết cái bọn ở trong bản mở rộng Warrior and the Rule rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với 12 con nằm trong cái bản Here to Select nhé. Nhưng bọn này thì liên quan đến quà thôi, thế mình là nghĩ là không, mình nghĩ là mình cũng không cần phải đánh giá cái lũ này cơ, tại vì tất cả effect của bọn này đều liên quan đến quà. Thế nên là mình sẽ để ở đây một cái đây một cái quà thôi, một cái là liên quan đến quà. Cái này thì các bạn có thể tự đọc hiệu ứng ở trên mạng nhá, mình sẽ không dịch nữa. Thì cái bọn liên quan đến quà nhá, thì nếu bạn không chơi Here to Select nó sẽ còn chả có tác dụng gì cơ, nó sẽ chả khác gì cái con Napping Nipple. Nếu không chơi Here to Select thì bọn này không có tác dụng gì nhá, nó chỉ có tác dụng khi liên quan đến quà. Và nếu liên quan đến quà thì bọn này lại cực mạnh, bởi vì bọn này liên quan, bọn này cái điều kiện thắng của Here to Select liên quan đến quà mà, các bạn hiểu đấy. Thế nên là nó mình sẽ để hết tất cả các bọn của Here to Select vào đây, không có gì để đánh giá bọn này cả. Bọn này sẽ rất mạnh nếu chơi Here to Select, còn nếu các bạn chơi bản thường không có Here to Select thì con này bọn này thật sự không có một tác dụng gì nhá. Mình sẽ để hết cái lũ liên quan đến quà ở đây. Rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với 9 con ở trong cái bản mở rộng là Sorcerer. Dragon Sorcerer là có 9 con thay vì 8. Ok, chúng ta sẽ đến với con Sorcerer đầu tiên. Đó là con này. Ôi, nhìn bộ rồng nhìn ngầu vậy. Mỗi 7 cộng, mỗi người chơi bao gồm cả bạn phải return một cái Sorcerer từ party về tay á. Return về tay, mà lại phải là bộ Sorcerer. Mình sẽ nói là đánh giá nó yếu nhá. Liên quan đến yếu. Không có gì để nói. Yếu vãi, tại vì return lên tay mà lại còn phải yêu cầu 7 cộng á, xong lại còn phải là bộ Sorcerer mới return được. Không xứng, không có gì để nói à, yếu á. 10 cộng này. Chết, ui, con này mạnh này. Chết party leader của bạn với một người chơi khác, có nghĩa bạn phải đổi cái leader party của bạn, rất là ngầu nha. Cái này không khác gì cộng một tộc nếu cần thiết. Và trong nhiều trường hợp thì nó rất là mạnh, cái này xứng đáng khóa. Ui, mưa to quá mọi người ơi. Mọi người không biết đâu, ở bên Hà Nội bây giờ cái bầu trời Hà Nội nhìn nó đen đen xì luôn ấy, đen ngòm luôn ấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ có con này. Rút hai lá bài. Nếu ít nhất ở trong đó có một trong những đặc magic. Nếu trong đó có magic thì bạn có thể tiết lộ nó và sau đó thì bạn có thêm một lượt. Con này nó cũng không mạnh cơ.
Mình nghĩ là nó có tác dụng tùy tình huống thôi, vì nếu mà rút được magic thì nó mới mạnh. Thêm một lượt, tức là thêm một cái extra point, action point thì cũng ngon, nhưng mà nó cũng vừa vừa thôi, nó không mạnh lắm. Và nó còn kiểu phải là magic, nhưng mà được rút hai lá thì cũng ngon rồi. Đấy, 8 cộng rồi. Ok. Con tiếp theo là con này, Ray Novel. Search trong cái đống discard một cái item và sau đó có thể chơi nó luôn. Thế thì con này cũng như con trên thôi, nó chỉ là con rất là bình thường, cũng phải lên lại một vít thôi anh nha. 8 cộng sẽ để nó tùy tình huống nhá. Ô, con này nhìn đẹp ấy. Đây, con tiếp theo là con Dragutter, Dragutter 7 cộng, discard một modify mà bạn có thể sử dụng cái modify với apply vào tất cả những cái role của bạn cho đến hết lượt. Rồi cũng chỉ là mức độ tùy tác dụng thôi, bởi vì bạn phải có modify thì mới tác dụng effect con này được. Nó không thì không được. Chưa các bạn phải con tiếp theo là con loot, tên nó là LUT, steal một cái item và equip cho hero của bạn 7 cộng. Thế thì con này bình thường, không không yếu nha, con này không yếu. Steal một cái equip là rất là ngon trong tùy trường tình huống, vừa nấp đối thủ vừa vừa boost cho mình. Nhưng mình bảo là destroy steal destroy item thì không làm gì, nhưng mà steal item thì chắc chắn là ngon. Ok, con tiếp theo là con này, Miroju. Bạn có thể roll để sử dụng effect của hero trong cái party của bạn và sau đó cộng 3. Tức là con này sẽ đơn giản là 7 cộng nhá. Sau đó sau khi kích hoạt hành hiệu ứng con này thành công, bạn sẽ được chọn một hero để roll effect của nó, và cái roll đấy sẽ được cộng 3. Thế thì thực ra con này nó kiểu gì ấy, nó cũng vẫn là và phải roll hai lần thành công thì mới được. Ô, cái gì phải roll hai lần thành và tức là roll một lần đầu thành công, sau đó phải roll lần hai thành công thì mới được. Thế con này là yếu, bộ dòng này yếu á. Con tiếp theo là con này, Saman Naga 7 cộng. Chọn một hero trong cái đông trong bài bỏ và đưa cái lá đấy lên party và roll effect nó luôn, sau đó là sacrifice nó luôn. Cái gì vậy? Tức là chọn một con hero trong trong bài bỏ này, đem nó lên sân bạn, sau đó roll effect, nếu thất bại hoặc thành công không biết, nhưng mà xong hết rồi xong rồi sacrifice luôn con đấy. Vừa cờ lờ chưa? Thế thì con này bờ vãi, yếu. Con cuối cùng là con này, con cuối cùng của cái tập cái video này và cái buổi stream này là lấy một lá từ tay người khác, và nếu là modify thì bạn có thể sacrifice, không, nếu nó là modify thì bạn phải sacrifice một hero của bạn. Cái gì vậy? Tức là rút lá khác thì không sao, nhưng rút chúng modify là phải sacrifice hero. Tất nhiên yếu rồi, bọn dùng yếu vậy. Được rồi mọi người ạ, đây thì là mình đã xong xếp hạng tối nay chơi bị chơi đâu. Nếu tôi không mất mạng, tôi nói trước nhá, nếu tôi không mất điện thì chúng ta sẽ chơi bị chơi. Đây chính là xếp hạng của mình, nói rõ là của mình, có nghĩa là mỗi người có một ý kiến riêng mà. Thì đối với mình đây là bảng xếp hạng 101 hero, bao gồm bộ cơ bản, bộ Warrior Android, bộ Berserker và Necromancer, bộ Dragon Sorcerer và bộ Here to Select. Đấy, vào đây vào vào cái bảng, đây là cái bộ xếp hạng của một đây là bảng xếp hạng của mình đấy nhá. Tối nay không chắc gì mình chưa rút đâu, mình xem nào đã gì. Lúc nãy thấy bảo là cái web được sửa rồi, nhưng mà lúc hỏi vào nhóm thì đã ai chơi đâu.
Vẽ tưởng là chơi rồi nhưng mà chơi rút. Tối à? Tôi để xem không?